Tiếp nối tập trước của truyện, tôi tưởng đây chỉ là tiểu thuyết trọng sinh bình thường, hôm nay mình sẽ tóm tắt tiết chương 26 của truyện nhé. Chúc các bạn có giây phút đọc truyện thư giãn. Khi bị người hầu đánh, cô khuỵu xuống, đoán chừng đã bị gãy xương. Cô ta chọn những chỗ quần áo che lấp để đánh. Người hầu hỏi việc MG phản bội gia tộc là thật sao? MG nói những lời mình viết đều là thật lòng. MG không quên cười nhạo bản thân rằng tước vị mà cha muốn đạt được chỉ là hão huyền. Người hầu kia điên lên, cảnh cáo rằng nếu cô còn vô dụng thì sẽ giết chết cô và đổ tội cho nhà Duwick. Từ lúc Sophia đến đây, cô ta đã tước đoạt đi tự do của MG và bỏ đói cô. Nhưng trong thâm tâm cô vẫn sẽ không ngừng đấu tranh. Lúc làm việc với Jinan, do quá đói nên cô đã ăn hết phần bánh ngọt. Nhưng Jinan nói không sao vì anh cũng không thích ăn đồ ngọt. Cảm động trước điều đó, MG bỗng thấy anh thật đẹp trai. Khi trở về phòng, cô nhớ tới những ngày bình yên khi trước. Không biết mọi chuyện đã thành ra như vậy từ khi nào. Cô cũng không nghĩ là Kilian lại đi tin lời nói dối của gia đình cô. Lúc này, người hầu Sophia thầm nghĩ tại sao MG lại thay đổi nhiều như vậy. Lúc bị đánh MG không hề tỏ ra vẻ mặt gì ngoài thái độ lạnh lùng. Rồi cô ta nghĩ rằng việc dập nát khuôn mặt đó cũng rất thú vị. Khi cô ta ngó xuống thì thấy Gise đang nói chuyện với MG. Cô ta hồi tưởng lại vài ngày trước, anh trai của MG có bảo cô ta chú ý đến Gise vì anh ta có vẻ hứng thú với cô ấy. Sophia rất ghen tức vì cô ta thích người anh trai. Khi MG trở về phòng thì cô thấy chóng mặt vì quá đói. Cô nghĩ rằng Kilian nhìn cô với ánh mắt thương hại. Bỗng nhiên Sophia liền đem đến một miếng bánh và bảo đó là Gise đưa, rồi bảo MG ăn. Cô ta nở một nụ cười quỷ dị. Chương 25 kết thúc tại đây. Hãy theo dõi kênh để có thể biết sớm nhất những tập tiếp theo của bộ truyện. Và nếu thấy hay, tiếc gì không cho chúng mình một like để có động lực tiếp tục xuất bản những video tiếp theo. Mình xin chân thành cảm ơn.